Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ chia sẻ tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị căng thẳng mệt mỏi, đồng thời là giúp cho chúng ta tăng cường sự hoạt động của trí não. À vâng, thưa các bạn, với sự áp lực từ công việc, cuộc sống hay là chúng ta đi làm căng thẳng mệt mỏi thì rất dễ ảnh hưởng đến hệ thần kinh của chúng ta. Và chúng ta thường xuyên cảm thấy stress hay là trí não của chúng ta không được tập trung cũng như là thường xuyên mệt mỏi, đau đầu đúng không ạ? Và để khắc phục tình trạng này thì nhiều người tìm đến việc là sử dụng cà phê, thuốc giảm đau hay thậm chí là thuốc ngủ. Tuy nhiên thì với những loại thuốc hay là với những cái phương pháp như Kiều Anh vừa chia sẻ thì rất dễ gây ra tác dụng phụ cũng như là ảnh hưởng xấu đến cơ thể của chúng ta. Vì vậy, làm thế nào để tìm được một phương pháp giúp giảm căng thẳng mệt mỏi hiệu quả, đồng thời là tăng cường sự hoạt động của trí não cũng như là làm giảm stress, áp lực lên hệ thần kinh là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất đã nghiên cứu cũng như là cho ra đời dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu Dương Búc như bên cạnh Kiều Anh đây. Đây là một trong những dòng sản phẩm không chỉ có công dụng tuyệt vời trong việc là hỗ trợ tăng cường sức khỏe mà còn được biết đến là một trong những loại thần dược giúp làm giảm căng thẳng mệt mỏi cũng như là tăng sự hoạt động của hệ thần kinh chúng ta. Và sản phẩm này thì với hai nguyên liệu chính đó chính là nhung hiêu và hồng sâm. Hai loại nguyên liệu này thì đều nằm trong tứ đại thực dược gồm sâm, nhung, quế, phụ. Nếu như nhung hiêu được chọn lọc loại tốt nhất, đảm bảo nhất thì hồng sâm cũng được chọn lọc từ những củ sâm tươi 6 năm tuổi có chất lượng hoàn hảo. Từ đó thì hai loại nguyên liệu này được kết hợp với các loại thảo dược khác và được chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại để cho ra đời dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu dạng nước như trên tại Kiều Anh đây. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao dòng sản phẩm này hỗ trợ giảm thiểu căng thẳng mệt mỏi, tăng cường hoạt động của trí óc hiệu quả thì Kiều Anh xin được giải thích như sau. Trong hồng sâm có chứa nhiều saponin và các axit amin dưỡng chất cần thiết. Các hợp chất này giúp làm tăng tuần hoàn máu, đồng thời là giúp sự lưu thông của máu lên cơ thể, lên não được tốt hơn. Từ đó thì giúp làm giảm sự căng thẳng, áp lực, mệt mỏi lên não, giúp cho hệ thần kinh của bạn được thoải mái hơn. Bên cạnh đó thì nhung hiêu được biết đến là một trong những loại dược liệu quý hiếm có chứa nhiều các loại axit amin, các hợp chất canxi, nguyên tố vi lượng và có vị ngọt, tính ôn. Thế nên dòng sản phẩm này cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, ngăn chặn tình trạng suy nhược cơ thể, giúp cho bạn được khỏe mạnh hơn, đồng thời là giúp bạn được tập trung làm việc hiệu quả hơn. Không chỉ vậy, các axit amin có trong nhung hiêu khi đi sâu vào trong cơ thể còn giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết, ngăn chặn tình trạng suy nhược cơ thể hay là mệt mỏi khi mà chúng ta làm việc quá độ. Vâng, có thể thấy là những công dụng mà sản phẩm này mang lại thì vô cùng tuyệt vời đúng không? Và có rất nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc đã chứng minh rằng những người có công việc áp lực mệt mỏi khi sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này thì hiệu quả làm việc của họ đã tăng cao hơn, đồng thời là sức khỏe của họ đã tốt hơn so với những người không sử dụng. Với sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này thì cách sử dụng cũng rất là dễ dàng, các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh nhé. Đó chính là mỗi ngày chúng ta sử dụng từ 1 cho đến là 2 gói như thế này và mỗi lần thì chúng ta sẽ uống hết. Và thời điểm tốt nhất để sử dụng sản phẩm này đó chính là vào buổi sáng hoặc là buổi tối trước khi ăn từ 15 đến 20 phút. Và trong quá trình sử dụng thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh đó chính là chúng ta kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, đồng thời là ngủ nghỉ hợp lý để có sức khỏe tốt hơn và hoàn thiện hơn. Và với dòng sản phẩm tuyệt vời này thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu Dương Búc đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.